nối tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Tin tức cho biết trước đó vào tháng 8 năm ngoái, Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đã đề xuất Ủy ban thành phố tỉnh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho biết chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên tới thành phố Biên Hòa. Việc kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kết tất cả cô chú anh chị và các bạn mình đã quay trở lại với kênh của Hải nhé. Ngày hôm nay là ngày 23/3/2023, hiện tại Hải đã có mặt tại đường công sản Paris, và phía trước các mọi người là nhà thờ Đức Bà. Thì nhà thờ Đức Bà thì đến cũng khá thời gian khá lâu rồi thì mới được hoàn thành mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi từ nhà thờ Đức Bà mình qua đại lộ với lại cũng như là dạo quanh khúc metro Bến Thành Suối Tiên. Thì vừa rồi thì Hải mới đọc được một bài báo thông báo về tuyến metro Bến Thành Suối Tiên ấy. Dự kiến là sẽ đề xuất cho mình kéo dài từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đến Bình Dương và Đồng Nai để tạo điều kiện vận chuyển cũng như là giúp cho mọi người dân đi lại thuận tiện hơn tại tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Cái này đề xuất từ tháng 8 năm ngoái rồi á, thì lát nó sẽ sang bên đấy, Hải sẽ đọc cụ thể cho mọi người cùng nghe nhá. Đây là con đường Đồng Khởi đấy, con đường Đồng Khởi này thì lúc nào cũng là rộng nhịp người đi lại tại khu vực này mọi người. Hôm nay thì thời tiết Sài Gòn cũng khá là nắng nóng, mấy ngày nay nóng giá quá luôn, ngoài đường mà kiểu nóng đổ mỡ luôn á, kinh thật đấy. Nhưng cái là Hải thấy là lượng khách du lịch tới nước ngoài tới Việt Nam rất là đông, ngày hoặc đêm như vậy tới rất là nhiều luôn á. Bây giờ thì mình sẽ chạy này, sau đấy rồi mình vào vùng Vinh Thiên Liễu rồi chạy dọc đại lộ Lê Lợi rồi lên đường Trần Hưng Đạo nhé, cập nhật những hình ảnh mới gửi cho mọi người luôn. Thì cũng phải đến một tuần nay là Hải cũng cập nhật cho mọi người về cái độ metro tối ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay thì Hải sẽ quay và cập nhật cho mọi người luôn. Cái khu vực này thì đang có cái tòa nhà đang sửa này, thợ nhân khách nước ngoài rất là nhiều đang đi dạo. Khu này về đêm thì nó cực kỳ đẹp luôn mọi người, hút được đông người tới đây nữa, nó cũng ngang ngửa như phố đi bộ vậy. Đấy, từ cái khu vực này bây giờ thì cũng ít thì bán là rong nữa mọi người. À đây, ở đại lộ Lê Lợi thì đang tổ chức không biết một sự kiện gì đấy mọi người này. Hải thấy là đây đang làm một cái sự kiện khá lớn, chắc là cuối tuần này là mình sẽ có cái điểm đi chơi rồi, quay cho mọi người luôn. Cực kỳ lớn luôn, dựng rạp vào đấy. Hôm nay là thứ năm rồi, thế là chỉ còn khoảng 2 ngày thôi. Tối ngày thứ bảy thì chắc chắn là đấy sẽ tổ chức cái sự kiện lớn tại đấy. Thì đây, Hải đọc cho mọi người luôn này. Xem xét đề nghị kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến Bình Dương và Đồng Nai. Tuần này Hồ Chí Minh sẽ họp báo về đề xuất kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên nối tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Tin tức cho biết trước đó vào tháng 8 năm ngoái, Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đã đề xuất Ủy ban thành phố tỉnh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho biết chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên tới thành phố Biên Hòa. Việc kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối giao thông của các tỉnh của tỉnh Đồng Nai. Theo quy định của Chính phủ, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên sẽ kéo dài đến chợ sắt thành phố Biên Hòa dọc quốc lộ 1. Tuy nhiên, Đồng Nai chỉ muốn dừng lại ở khu vực khu công nghiệp Biên Hòa 1 và đặt nhà ga ở đây. Tương tự trước Bình Dương có ý kiến đề nghị kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên tới thành phố Dĩ An. Khi được đưa vào sử dụng, tuyến metro sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại giữa tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thu hút thêm lượng khách vận chuyển trên tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, góp phần giảm tải các trục đường đông bắc tại thành phố. Thì đấy là cái thông tin mới nhất thì Hải cũng mới vừa cập nhật và gửi tới mọi người. Thì bây giờ mình cùng đi dọc đại lộ Lê Lợi để cập nhật những hình ảnh mới nhá, để mọi người có thể thấy đấy, khu vực này đang dựng như thế nào. Cái này làm những kiểu ẩm thực á, lần trước thì làm khúc trên kia kìa, bây giờ làm khúc bên này đây. Những cái gian hàng này sẽ là bán ẩm thực cho mọi người này, cũng như tổ chức sự kiện ca nhạc ở đây.
bán đồ Thái. Lâu lâu thì thành phố thì cũng hay tổ chức những sự kiện này lắm. Có vài tháng là tổ chức. Từ lấy cái đoạn này cũng được. Từ đoạn này thường thường là những ngày cuối tuần sẽ cấm xe, nó không cho xe đi vào bên trong, phục vụ du khách đi lại rồi mua sắm tại khu vực này. Kích cầu. Hay còn dọc cái lỗi lợi này thì mọi người thấy cũng bỏ hết rồi. Đây còn có hai đấy là nhiều, còn có hai căn rồi. Dán cái biển cho thuê này, cái này thì cũng không phải là chủ nhà người ta cho thuê được. Cái này là đa phần là bên bất động sản nó dán vào thôi. Không biết là giờ này đi qua tuyến metro hoặc làm việc không? Bây giờ là 11 giờ rồi. Chắc là giờ này cũng nóng, nắng nóng lắm, chắc họ phải nghỉ rồi đấy. Đây này, khúc trên này này không có cái biển nào cho thuê luôn đó. Cứ họ cứ dán là cái nào là họ bóc cái đấy luôn. Nên nhìn đó nhếch nhác rất là nhiều. Đây, một cái tín hiệu rất đáng mừng. Đây là khách du lịch tới cũng đông rồi. Đây trên đại lộ này, từ một ngày trả cái mặt bằng ở đây thì đi lại rất là thuận tiện luôn. Bây giờ mình cùng đi dọc này lên Trấn Hưng Đạo nhé, quay vào đấy mình đi xuống là đường Hàm Nghi. Đây, từ lúc lắp một cái biển này chỉ dẫn cho mọi người đi rất thuận tiện luôn. Đến hai bây giờ đây, có cái biển này đi mình đi hoài đây nhưng mà không nhớ những con đường nào luôn á. Từ ngày có cái biển này đi thuận tiện luôn, rất là thuận tiện cho mình và du khách nước ngoài nữa. Tiết mặt chỗ này thì nó nóng lắm mọi người, nhà đường nó bốc lên rồi, tại mặt khá là nóng khó chịu. Đây bên trong này nhìn có vẻ cũng không hòm gần xong rồi đấy. Cái này hôm nào mà tháo hay là cũng tương đối ấy, mọi người. Bên trong thấy cũng phải lát xong rồi, tiếng trời thì cũng xong rồi, sao không thấy công nhân làm nha. Một hướng mình sẽ phải là sẽ vào đường Phạm Ngũ Lão để thắng và ra đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ mình cùng đi vào đường Trần Hưng Đạo nhé. Anh thấy là nhà chờ metro được, có những cái lắp những hoa tuyết rất là đẹp nhé, hoa văn. Đây mình sẽ chạy qua đường này quay lại. Ngoài thấy thì ban ngày rất là đẹp sẵn rồi, nhưng mà ban đêm thì sẽ đẹp hơn vì có những ánh đèn hút vào đường cũng như là tòa nhà cao tầng về đêm. Nó trang trí rất là đẹp. Dọc từ Trần Hưng Đạo này thì buôn bán lúc nào cũng nhộn nhịp và tấp nập luôn, từ ngày mà trả được cái mặt bằng tại khu vực này. Được cái khu vực này là không có gọi là cái gì nhỉ, không có cho thuê mặt bằng luôn á. Đấy, bán tấp nập nhộn nhịp luôn. Đấy, bên này là mình rẽ vào bên phải là mình sẽ vào đường Trăm Ích hướng lên cầu và sang quận 4. Mình đi vào phía bên trong này nha. Phía bên trong này thì cho xe đi lại bình thường, nhưng mà chỗ này tối á, mọi người tới chạy vào bên này rất là đông. Mà Hải cũng quay cho mọi người xem ở bên tòa nhà này thì hôm nay không thấy có một vài công nhân làm thôi, đang lắp cửa kính rồi trần nhà lại, lắp máy lạnh. Nắng quá. Ở chỗ này mình đi nhanh một xíu nhé, nóng quá mọi người. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhé, ở bên này cầu Vivaland này, gọi là lâu nay để mốc rồi, lâu lắm rồi chẳng thấy có cái đồng tiền gì mới. À, đến tới khu vực này hãy là tôi nhớ đến các cái nhà vệ sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hồ Chí Minh là mười mấy triệu dân á, mà có mười mấy chục hay là bao nhiêu có cái nhà vệ sinh. Cái này sáng thì mới vừa nghe báo nhân dân đưa nhưng mà cũng không nhớ họ nữa, để lúc khác cập nhật cho mọi người xem. Cái khu này nhà vệ sinh mình đi khá là bất tiện luôn đó.
nhiều khi mà muốn đi vệ sinh không có chỗ đi luôn. Hôm trước thì Hải cùng với một chú bên nước ngoài về đi vệ sinh mà đi lúc 10 giờ đi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ thì cũng đóng cửa rồi, đi quanh quanh đấy không kiếm được nhà vệ sinh luôn đó. Về sau thì lên mái quán cà phê bắt đầu mới có nhà vệ sinh, mọi người rất là bất tiện cho người Việt mình đã thấy vậy rồi, tối gì là khách nước ngoài nữa. Cái này hôm sau thì cũng hy vọng là lắp được thêm một số cái nhà vệ sinh để cung cấp cho mọi người sử dụng. Clip tiếp theo. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ.